Rất nhiều bệnh nhân chỉnh nha thắc mắc khi được yêu cầu chụp phim CT quang beam hay còn gọi là chụp cắt lớp vi tính hàm mặt dựng hình 3D. Đại đa số khi niềng răng chỉ cần chụp hai phim phổ thông là phim X-quang toàn cảnh panorama và phim mặt nghiêng cephalomatrix. Liệu rằng chụp phim CT quang beam có thừa thãi hay là có ý nghĩa đặc biệt nào mà bạn chưa biết? Hãy cùng tìm hiểu về công dụng của phim CT quang beam trong chủ đề vai trò CT quang beam trong chỉnh nha, chương trình nha khoa dành cho mọi người ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Đăng đến từ khoa nắn chỉnh răng trực thuộc nha khoa Thúy Anh. Các bạn có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Đầu tiên hãy cùng giải đáp thắc mắc CT quang beam là gì. Hình ảnh được dựng 3D trên phần mềm máy tính vô cùng trực quan, dễ dàng tiên lượng, chẩn đoán chính xác. Từ CT quang beam là viết tắt của cụm từ tiếng Anh quang beam computed tomography, mang ý nghĩa một kỹ thuật chụp cắt lớp với chùm tia hình nón, sử dụng công nghệ máy tính tiên tiến dựng hình ảnh 3D xương, mô mềm, mô cứng. Trong quá trình chụp, máy sẽ quay 360 độ để có thể quét tất cả các góc, đảm bảo tính chính xác của phim. Kỹ thuật này mang đến rất nhiều ưu điểm so với X-quang thông thường. Đầu tiên phải kể đến đó là độ phân giải cao, có thể phóng to, thu nhỏ tùy ý. Ngoài ra trên phần mềm, nha sĩ có thể xem mọi góc độ, kể cả những góc khó nhất không thể xem được bằng kỹ thuật trước đây. CT quang beam ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ vào trong điều trị nha khoa, nhất là những trường hợp phẫu thuật cửa hở lợi, cấy ghép implant, cấy mini vít, bộc lộ răng ngầm. Hiện nay hầu hết các mảng nha khoa đều được ứng dụng CT quang beam để nâng cao chất lượng phục vụ và điều trị cho khách hàng. Niềng răng không phải là một ngoại lệ. Khi nha sĩ cần đến chụp phim CT quang beam, tức là họ cần một thông tin yêu cầu sự chính xác cao mà dữ liệu thu thập truyền thống chưa đủ thể trả lời. Thứ nhất, sử dụng phim CT quang beam xem các tổn thương răng hàm mặt. Một số trường hợp biểu hiện lâm sàng chưa rõ ràng hoặc là không có, như là nứt gãy răng do sang chấn, u nang xương hàm, gãy nứt xương, rất khó có thể đưa ra được chẩn đoán chính xác ngay từ lần đầu thăm khám. Không ít khách hàng đến với nha khoa với tâm thế mong muốn làm luôn, làm ngay, nhưng tình trạng sức khỏe răng miệng chưa tốt, cao răng, viêm lợi, mảng bám chính là kẻ thù hủy diệt sừng của răng, tiêu xương quá nhiều, tụt lợi, lộ chân răng, ăn nhai kém sẽ khiến việc niềng răng trở nên vất vả, thậm chí nhiều trường hợp phải loại bỏ một vài răng quá yếu. Tất cả những vấn đề u nang, bất thường trong xương cần phải được phát hiện sớm trước khi gắn niềng và CT quang beam giúp khảo sát từng mm trong xương, vì vậy không bỏ sót bất cứ bệnh lý nào. Bạn nhỏ đến với phòng khám vì răng vĩnh viễn mãi chưa mọc, chụp phim CT quang beam lên, nha sĩ phát hiện có răng ngầm kèm theo nang đã gây cản trở quá trình mọc răng vĩnh viễn của bạn ấy. Vì thế chỉ định trong trường hợp này là nhổ bỏ chiếc răng thừa ngầm có nang. Như bạn đã thấy, hình ảnh 3D rõ nét, trực quan giúp ích cho cả đôi bên hiểu nhau hơn, dễ trao đổi và kiểm soát tất cả các nguy cơ trước khi bước vào hành trình niềng răng kéo dài vài năm liên tục. Thứ hai, theo dõi răng ngầm, kéo răng ngầm. Kéo răng ngầm luôn là một thách thức. Có một sự thật là răng giả dù tốt tới đâu thì cũng không thể tốt bằng răng thật. Vì vậy, mong muốn kéo răng ngầm của khách hàng là rất chính đáng và ngày càng nhiều. Để chẩn đoán chính xác hướng mọc, độ nghiêng gần xa, ngoài trong của răng giúp phẫu thuật bộc lộ răng ngầm được diễn ra thuận lợi nhất, CT quang beam là một tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán. Trường hợp bạn khách hàng có răng khôn hàm trên mọc ngầm và vị trí không thuận lợi nên nha sĩ đã quyết định mở xoang để nhổ răng, sau đó vá màng xoang bằng màng collagen và PRF. Sau 3 tuần lành thương hoàn toàn, bạn ấy không đau và không có bất cứ triệu chứng xoang mũi đáng kể nào sau khi nhổ răng. Đồng thời, CT quang beam là cánh tay phải hỗ trợ đắc lực khi răng khôn không còn khôn nữa. Với vị trí nhạy cảm sát ống thần kinh liên quan trực tiếp đến dây thần kinh số 5, nếu không khảo sát kỹ trước khi nhổ, có thể xảy ra một số biến chứng như là tê bì cằm, môi, lưỡi kéo dài, đứt dây thần kinh. Thứ ba, theo dõi tình trạng cắm vít. Bạn khách hàng được chỉ định cắm vít IGC để kéo di xa toàn hàm trên. Sau khi can thiệp, nha sĩ đã chụp phim CT quang beam để kiểm tra hướng vít để xác nhận song song với chụp răng, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình kéo răng. Trong những thập kỷ gần đây, mini vít hay còn gọi là mini implant xuất hiện ngày càng nhiều trong niềng răng, mang lại hiệu quả neo chặn tuyệt đối. Việc kéo đóng khoảng hay là di xa răng đã có giải pháp tối ưu, tuy nhiên can thiệp cũng đòi hỏi sự chính xác. CT quang beam cho phép nha sĩ khảo sát chất lượng xương ở các vị trí, đánh giá điểm đặt vít phù hợp và hướng tác động lực thuận lợi nhất cho quá trình di chuyển răng, đồng thời biết được tính ổn định của vít, hỗ trợ cho việc lên kế hoạch điều trị lâu dài cho khách hàng. Thứ tư, kiểm soát trục chân răng. Một ca lâm sàng chân răng bị bật ra ngoài xương ổ răng trong quá trình chỉnh nha và được bác sĩ đưa về đúng vị trí. Nếu chỉ có những phim chụp 2D thông thường, rất khó có thể theo dõi được tình trạng này. Theo khảo sát trên các trang mạng xã hội, group niềng răng thì top tìm kiếm luôn có một vấn đề liên quan tới tiêu chân răng, lòi chân răng, nghiêng răng không kiểm soát trong điều trị chỉnh nha. Tuy rằng hiện tại ngành nha khoa đã phát triển hơn so với trước kia, song chỉ cần không kiểm soát chặt chẽ chân răng thì hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra.
Muốn kiểm soát được vị trí chân răng, nhất định phải sử dụng phim silicone beam. Đây là phương tiện duy nhất giúp bạn an tâm hoàn toàn về vị trí chân răng trong xương ổ. Thứ 5, phát hiện sớm bệnh lý khớp thái dương hàm. Đánh giá khớp thái dương hàm trên phim silicone beam để xác định được những tổn thương thực thể. Bệnh lý khớp luôn tới muộn, chúng âm thầm kéo dài tổn thương trong vài tháng đến vài năm, thậm chí có nhiều khách hàng thời gian ấy lên tới 10 năm. Vậy nên vô hình chung việc sàng lọc khớp thái dương hàm bị xem nhẹ. Song khi điều trị khớp cắn, sắp đều răng, công việc chính của niềng răng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lồi cầu. Phim silicone beam trực quang chụp khớp thái dương hàm mỗi bên có thể đánh giá được chính xác sự thay đổi xương phần này, lồi cầu, xương thái dương và tương quan trong hõm khớp. Việc theo dõi sự thay đổi này giúp kiểm soát nguy cơ dẫn đến bệnh lý cho khách hàng trong quá trình điều trị. Ngoài ra, với những ai từng có tiền sử tiêu lồi cầu, chật khớp thái dương hàm, đau khớp thì có thể cần chụp kết hợp với phim cộng hưởng từ để đảm bảo có chẩn đoán rõ ràng nhất. Như vậy, silicone beam không chỉ là khuyến cáo có lợi cho việc điều trị của bạn mà còn nhất thiết phải chụp một khi bạn quyết định chỉnh nha. Không có phim con beam, chỉnh nha như bị mù, chỉ nhìn thấy cái hình tướng di chuyển răng bề nổi mà bản chất sâu xa bên trong xương không thể nắm bắt. Hy vọng video ngày hôm nay giúp phần nào bạn giải đáp được thắc mắc về phim con beam CT, củng cố thêm niềm tin vào chặng đường niềng răng sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!